trước tiên nói về thể loại con hàng này được gắn rất nhiều mát từ hệ thống mạc thế huyền huyễn trọng sinh dị năng hay xây dựng thế lực khi nhắc tới thể loại mạc thế chúng ta hẳn đều sẽ nghĩ đến nào là zombie nào là đại dịch vân vân nhưng ta xây gia viên trên lưng huyền vũ lại cho người đọc thấy một mạc thế hoàn toàn khác nơi này có tên mạc thế cũng chỉ bởi vì môi trường bị phá hủy nghiêm trọng thực vật khó mà sinh trưởng nước sạch thiếu thốn và có rất nhiều hung thú đáng sợ còn trọng sinh vì nam chính một lương vốn dĩ là một đặc công về hưu và chuyển sang quay video sinh tồn để kiếm thu nhập trong một lần quay sinh tồn thì lại gặp phải địa chấn và xuyên vào một hành tinh khác sắp bị phá hủy hào quang nam chính phát huy giữa một nơi nhân tính thiếu thốn người người tranh đoạt vật tư thì nam chính lại gặp được một cô gái nhỏ tốt bụng cứu sống và phổ cập kiến thức nơi này đồng thời nam chính cũng mở ra được hệ thống có khả năng thuần dưỡng những sinh vật sống từ đó chiếm được các năng lực đặc thù của những sinh vật mà mình thuần dưỡng được và thế là chúng ta có hệ thống cộng dị năng ở đây. Ở nơi mạc thế này, mang theo năng lực đặc thù và bắt đầu xây dựng địa bàn riêng cho mình. Bắt đầu từ một ngôi nhà nhỏ với chiếc sân vườn bé xinh trên lưng rùa đen, dần dần thăng cấp mở rộng thành một địa bàn mênh mông. Ở những màn dạo đầu tiên, nam chính vơ vét của cải của những nhóm đạo tặc tìm kiếm báu vật để thăng cấp kỹ năng, dần dần khi đã có nhiều thứ trong tay hơn thì cốt truyện cũng dần dần hướng sang mảng kinh doanh để phát triển, thế là ta có luôn xây dựng thế lực. Bên cạnh những màn xây dựng thế lực độc muốn lòi con mắt thì truyện cũng có khá nhiều gái. Lấy danh nghĩa là thu nhận nhân tài nên đa phần các nhân vật nữ đều sẽ được thu lưu vào địa bàn thế lực của nam chính. Nhưng mà con mẹ nó toàn gái thôi, ảo lắm. Theo cập nhật mới nhất thì mên mới hốt có hai hay ba em gì đó, nên cũng không gọi là quá harem hay ngựa giống thứ hai truyện với tình tiết chậm rãi nhẹ nhàng không thuộc thể loại xoắn não có tính giải trí cao những ai mới đọc xong bộ nào mà mưu sâu kế hiểm hay nhiệt huyết các kiểu thì thử hố này xem có phải hố tử thần không để có kinh nghiệm cho các đạo hữu đi sau nha và xin chú ý hố này nhảy tôi không chịu trách nhiệm mời các đạo hữu thẩm truyện